Khi mà được báo là sẽ tham gia chương trình lữ khách 24 giờ thì thật sự là Diệm thấy rất là vui và Diệm nghĩ đây là một cái chuyến đi rất là thú vị. Cho nên là cũng tự trang bị cho mình những cái vật dụng mà giúp mình được xinh xắn và nổi bật khi ghi hình chứ. Diệm cũng là một người yêu thích đi du lịch. Miền Tây Diệm cũng đi nhiều lần và Bến Tre Diệm cũng đi nhiều lần. Trái với sự hồi hộp của Khoa thì Diệm trông tự tin và thoải mái hơn. Cô còn chú ý làm sao cho mình thật xinh xắn và nổi bật trong chương trình. Trước giờ tính của Khoa ít nói lắm. Khoa gặp ai Khoa cũng im im, với lại đang bị hoang mang. Hoang mang vì gì anh? Hoang mang là không biết tí nữa mình tới và tối nay mình ngủ đâu. Hai lữ khách với hai tâm trạng khác nhau khi tham gia chương trình. Tuy Khoa có hơi căng thẳng nhưng anh cũng đã thể hiện sự quyết tâm của mình cùng với Ngọc Diễm qua một đoạn nhạc rap. Đó, không có nhịp là không có làm được cái gì đâu. Tôi ghê quá. Rồi, hai ba. Đây là Diễm và 24 giờ show. Đường đời sắp tới không biết là vui hay khổ. Chỉ cần cố gắng và chơi hết mình. Khi nào ekip bỏ về không còn đồ thì hãy tính. Ôi, dạ. Lên đường nào lữ khách 24 giờ. Rồi, hai phong bì. Đây của Khoa đây, cái này của đi. Bây giờ bạn hãy cho biết hạt cacao là nguyên liệu chính để chế biến ra thực phẩm gì? Hạt cacao là nguyên liệu chính để chế biến ra sô cô la, đúng không Khoa? Nghe đồn là vậy. Bây giờ bạn hãy đến vườn cây cacao nhà chú Lâm nằm ở số 75 ấp Phước Thới, xã An Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Đồng thời bạn phải thuyết phục được 3 người cùng bạn tìm hiểu mô hình trồng cacao, cùng nhau giới thiệu cho khán giả biết. Thử thách của bạn là trong vòng 15 phút bạn và 3 người dân cùng nhau sẽ thu hoạch và lấy được 5kg hạt cacao. Bây giờ bạn hãy tới nhà chú Út Minh nằm tại 395 ấp Phước Hòa, xã Phú An Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre để tìm hiểu quy trình chế tạo đựng ấm trà bằng vỏ dừa. Thử thách dành cho bạn là trong vòng 30 phút bạn phải vạt đế và cưa được nắp 2 trái dừa. Cái này chưa làm bao giờ. Ok, chúc may mắn nhé. Ngay khi vừa đọc xong thử thách của mình, cả hai lữ khách lập tức lên xe đến địa điểm để thực hiện nhiệm vụ của mình. Anh ơi, cho em hỏi nhờ một chút được không anh? Nhà chú Long mà trồng cacao ở chỗ nào anh biết không anh? Cứ chạy đường theo nhựa, đường ngã tư vào xuống. Đường ngã tư vào xuống. Dạ, em cảm ơn nhé. Dạ, cảm ơn anh chị ạ. Diễm đã nhanh chóng thể hiện sự tự tin, năng động của mình khi nhanh chóng tìm ra nhà chú Lâm trồng cacao bằng cách hỏi người dân địa phương. Dạ, cháu chào chú. Cháu đến từ chương trình Lữ khách 24 giờ và hôm nay cháu là nhân vật trải nghiệm những cái thử thách ở đây. Và có một cái thử thách đó là cháu cùng thuyết phục được 3 người sống ở khu vực này đến nhà chú để cùng tìm hiểu về mô hình trồng cacao. Sau đó cháu và 3 người này sẽ cùng nhau trong vòng 15 phút thu hoạch được 5kg cacao. Dạ. Không biết có khó không hả chú? Dạ. Thiệt không ạ? À? Có 5kg nhanh. Dạ, bây giờ thì có lẽ là cháu sẽ đi nhờ thêm 3 người. Chú đợi cháu một tí nhé. Sao không có nhà dân nữa hết vậy? Cô, cho con hỏi chú Út Minh. Đây nè. Nhà. Đi vòng ra. Ủa hết hồn tưởng nhà này chứ. Đấy. Đi vòng ở đây. Dạ. Quẹo phải đây con, đi ra khoảng 200m có cái hẻm đi lên. Khoa cũng ra sức đạp thật nhanh đi tìm nhà chú Minh để nhờ chú giúp mình thực hiện thử thách. Anh chàng bây giờ trông tự tin hơn rất nhiều. Dạ, con chào chú. Con muốn nhờ chú giúp con một việc. Đó là trong vòng 3 phút con phải vạt đế và cưa được nắp 2 trái dừa hả chú? Dạ, em chào chị. Em đến từ chương trình Lữ khách 24 giờ trên HTV7 á. Và trong chương trình này là có một cái thử thách mà em phải trải qua, đó là em đến nhà chú Long, sau đó là cùng chú Long thu hoạch 5kg cacao, 5kg hột cacao. Nhưng mà cái yêu cầu của em là cần phải có 3 người dân ở khu vực này giúp đỡ. Thì không biết chị giúp với em được không ạ? Nhá, chị giúp em nhé. Để em đợi chị thay đồ. Nha chị nha. Cô giúp cháu nhé. Rồi, nè. Thôi cô đi nha, tại vì chị còn em nhỏ. Cháu nhờ ông được không ạ? Dạ, thôi mình đi qua bên nhà chú Long luôn ông nhỉ. Nhờ sự dễ thương và tài ăn nói khéo léo, Diễm đã nhanh chóng thuyết phục được 3 người dân sống gần đó
giúp mình hoàn thành nhiệm vụ được giao. Cây cao cao cháu nghe nói là chín năng được rồi đúng không chú? Ừ. Người ta cạo ở phía trong người ta làm nước uống phải không? Trong hộp có làm nước uống, cái hộp có làm sô-cô-la. Làm sô-cô-la đúng không ạ? Trồng bao lâu thì bắt đầu cho trái hả chú nhỉ? Bao nhiêu hay nè. Dạ. Qua lời chia sẻ của chú Long về việc trồng cây cacao, Diễm dường như hiểu thêm, để có những thỏi sô-cô-la thơm ngon là biết bao mồ hôi của người trồng cacao. Dạ. Rồi để vô nó dày. Dạ. Cắt cho nó bằng nước. Mình trước rồi làm mực để vô cái bàn đó quay. Quay cho nó có cái mực trước rồi mình lấy cưa đó mình cưa. Qua quan sát, các thao tác cưa dừa của chú Minh, công việc nghe tưởng chừng đơn giản nhưng thật ra lại khó vô cùng. Vì nó đòi hỏi sự khéo léo và sức mạnh, những trái dừa có vẻ rất cứng. Liệu Khoa có hoàn thành thử thách của chương trình không? 4-5 năm thì là có trái. Ủa vậy bao bao lâu mình thu hoạch dừa lần chú? Thu hoạch nó 1 tháng thu hoạch lần. Trái dừa từ hồi nó mới trổ ra tới cho nó khô vậy là khoảng 11 đến 12 tháng. Khoảng cỡ bao nhiêu trái thì mình có được 1 ký cacao hay chú? 11 ký trái tươi. Cái hạt khô. Dừa này nó không có sử dụng thuốc từ sâu. Vì sao vậy hả chú? Ở đây là mình nuôi kiến. Nó trị được những cái bệnh cho cái trái cacao. Dạ. Bọ xít mũi. Dạ. Thấy rõ là không có bị chích cái bóng láng. Dạ. Vườn cacao á mình phải thông thoáng. Tạo ánh sáng cho nó đều vườn. Dạ. Để cho cái hiệu quả đầu trái thì nó cao. Cháu nghe nói là trái cacao không chỉ sử dụng được hạt mà mình còn có thể sử dụng được những cái thành phần khác đúng không chú? Đúng rồi, coi như ví dụ cái vỏ mình làm phân á. Dạ. Cơm của nó là mình làm rượu. Mô hình trồng cacao của chú Long hiện đang phát triển khá nhiều cùng với các hộ nông dân trong vùng. Vì trồng cacao không tốn nhiều nước, đất cũng không bị xói mòn, không cần dùng đến cả thuốc trừ sâu và phân bón hóa học. Chỉ sử dụng ánh nắng mặt trời để sấy và lên men hạt. Có không chứ? Đợi con bị chặt rồi đúng không? Trời, lần đầu tiên trong đời luôn. Họ thấy làm thế này, nó khó gấp mười mấy lần. Sáng tác nó còn dễ dãi, còn ngồi này ngồi chỗ kia đi qua đi lại, còn này coi chỗ gồng tay, cầm cưa, thua. Đúng là công việc khó hơn Khoa tưởng. Để cưa được 2 trái dừa trong 15 phút thì Khoa phải dùng sức và nỗ lực nhiều hơn nữa. Bây giờ thì Ngọc Diễm sẽ giới thiệu lại cho quý khán giả cách thức trồng cũng như là cái quy trình sản xuất ở chế biến nên hạt cacao. Cây cacao thì có thể trồng quanh năm, khi trồng 2 năm tuổi thì cây cacao có thể là cho thu hoạch, cho hạt rồi. Và cây cacao là một cái loại cây mà có năng suất cao cũng như là cái giá trị kinh tế cao. Trồng cây cacao rất có lợi để xóa đói giảm nghèo. Trồng cacao thì nó có lợi là có trái quanh năm, nó không có đòi hỏi là phân bón nhiều. Cây cacao khi trồng có trái, đến khi thu hoạch thì trái nó chín vậy, mình sẽ hái và chặt đôi ra, móc cái ruột ra mình đem đi ủ. Dạ. Ủ khoảng từ 5-7 ngày mình mới lấy ra mình phơi. Dạ. Phơi cho khô thì khi mà hạt nó khô rồi á thì mình mới bán được. Để hạt cacao thì sấy khô vậy thì 49.000 một ký, còn cao tươi thì 4.500. Cũng chính nhờ cây cacao này mà rất là nhiều hộ dân ở tỉnh Bến Tre nói riêng và khu vực nhờ sự chia sẻ tận tình của chú Long, Diễm và ba người dân đã cùng nhau hoàn thành mô hình trồng cacao. Nhìn sự tập trung của Khoa mới thấy được hết quyết tâm, anh chàng khá tỉ mỉ đẽo gọt 2 trái dừa cho đẹp, nhưng cần nhanh hơn vì thời gian đã sắp hết. Trời, méo tụt lâm hết. Đi hái tôi. Nó hơi tay rồi chứ.
việc hái cacao của Diễm có vẻ dễ dàng và thuận lợi hơn Khoa. Mọi thứ đang tiến triển rất tốt nhờ sự trợ giúp của ba người dân. Với sự nỗ lực hết mình, Khoa đã cưa thành công 2 trái dừa trong thời gian chưa tới 30 phút. Anh chàng trông rất vui và tự hào về thành quả của mình, mặc cho mồ hôi ướt đẫm áo. Rất là yêu cầu trong chưa đây 30 phút.